Em tên là Thái Ngọc, năm sinh năm 93. Em quê Sóc Trăng, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Thái Ngọc làm gì? Dạ em làm bác sĩ thú y. Bác sĩ thú y hả? Dạ, làm bên mảng chó mèo. Là chích chó mèo rồi đó hả? Dạ. Ồ, ngành này xu hướng đó nha. Ngành này giờ khá lắm à. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả và chị Ngọc Lan và chú Huyền Linh. Dạ, có tên là Võ Nguyễn Như Muội. À, tên thường gọi là tên Kỳ An nên mọi người cứ gọi con Kỳ An nha. Thôi gọi Muội cho đi dễ thương đi. Muội sinh năm mấy? Dạ, sinh 1994. Muội làm gì Muội ơi? Dạ, hiện giờ con đang là kỹ thuật viên của bên spa tại Cần Thơ và hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ ạ. Rồi, nhà trai có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, em có cái khuyết điểm là kiểu như gặp đám đông vậy nè, bắt đầu em bị khớp rồi bắt đầu em diễn đạt cái ý của mình á, nó không có rõ ràng, có khi người ta không hiểu được hết. Với lại em cũng hay bị áp lực cái vấn đề như là tốc độ công việc á. Cái tính chất lúc nào em cũng muốn làm cho nhanh hết, em tự động em áp lực vậy đó. Có nhiều khi á là công việc kỹ nhưng mà em cũng gán làm cho nhanh nè. Ví dụ này nguy hiểm á, kỹ phải kỹ, chích nhiều khi nhanh quá nó chích lộn. Đúng rồi, cái tính này dường như là không có bình tĩnh đó. Còn về cái phần ưu điểm thì em chịu khó, với lại em độc lập được tài chính. Rồi á là em thích nghi với môi trường nhanh, có nghĩa là tiếp xúc với đồng nghiệp hay là gì đó thì em sẽ tự thay đổi mình hoặc là hòa nhập với một cái môi trường, mối quan hệ nào đó nó nhanh hơn. Rồi khi mà nếu mà có vấn đề xảy ra thì em sẽ ít khi nào mà em nóng liền hoặc là tranh cãi liền, mà em đặt cái mình vô cái vị trí của người ta rồi bắt đầu em mới có thể là không giải quyết được liền, nhưng mà em sẽ để sau mình giải quyết lại. Được, cái này được. Dạ. Nhiều khi mình nóng quá giải quyết nó sẽ bất lại. Rồi mời nhà gái. Nhà gái em điểm mạnh thì là biết lắng nghe người khác, nhưng mà cũng là khuyết điểm luôn, là đôi khi mà lắng nghe mà câu chuyện vui thì em sẽ vui theo cái niềm vui đó, nhưng mà nếu mà chuyện buồn thì em sẽ hơi bị khó chịu và buồn theo. Và ngoài ra là biết nấu ăn và rất là thích nấu đồ chay, ăn đồ chay rất là thường xuyên. Còn nhược điểm của mình hiện tại và không bao giờ sửa được chắc là làm đồ ăn mà chế biến là thịt sống. Hả? Là sao? Là em không thể chế biến được cá, tại nó có mùi tanh là em không thể làm được. Và em không thể mặn gà được, em không thể đựng được. Dạ. Thật ra cái này cũng đức tính tốt đó, cái tâm tốt đó. Đôi khi trong công việc á, mà gặp khách hàng mà nó nặng chút xíu á thì mình sẽ không có bật lại đâu. Mình sẽ là tìm cách giải quyết, nhưng mà của em là vấn đề này hơi chậm á. Cái đó là nhược điểm hiện giờ. Không nhược đâu em, cái đó là tốt đó. Em bật là khách hàng ta bỏ hợp đồng luôn á chứ bật. Không, nhưng mà đúng là bạn này nói là nhược điểm là cũng có phần có lý nha. Tại vì nhiều khi có những vấn đề chúng ta cần xử lý liền thì bạn này là chưa có tìm ra được cái hướng xử lý liền ngay tại chỗ đó. Hai đứa này mà hai đứa nóng một lúc là hai đứa tự nhịn nhau hết. Em còn cái nhược điểm nữa. Nhược điểm của em là thường tại vì cái vẻ ngoài á, cái khuôn mặt á, em chủ động, em vui, em cười thì nó sẽ vui, nhưng mà nếu mà em bình thường hoặc là em đang có chuyện buồn là em không có che giấu được, thì giống như là người ta biết mình buồn liền. Em đâu có làm cái chuyện đó. Cho coi bây giờ, ví dụ mặt không cười coi. Mặt mùng 1 Tết gặp người ta vui lắm á. Mặt không cười buồn thiệt. Nó buồn lắm. Thay đổi từ từ thôi. Không sao, cũng đẹp trai mà. Đẹp bác trai. Sĩ trời ơi, tôi nói con ruồi nó đậu rớt ông nội ơi. Láng dữ dùm đi. Sức cái gì mà láng dữ vậy? Sức dầu dừa hay gì? Dạ đâu đó, tại em vuốt keo thôi. Vuốt keo hả? Chuẩn bị kỹ quá ha. Kỹ quá. Bác sĩ Thu Y, tình trường sao nè? Dạ tình trường em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì cái đó thời đi học thôi, cái đó. Cho qua. Thì cho qua, còn cái mối tình thứ hai thì kéo dài được 4 năm. 4 năm, sâu đậm đó. Dạ. Sao chia tay? Yêu nhau thì thời gian đầu nó vẫn là một tình yêu đẹp lắm. Ừ. Cũng kia, nhưng mà về dần cuối bắt đầu người ta quá quen với cái sự có mặt rồi đó. Có thể là đến từ cả hai luôn là không còn chia sẻ nhiều với nhau nữa. Hoặc là nó cuốn vô cái cuộc. Từ từ nó xa làm nhau đúng không? Dạ. Tôi qua tôi hỏi nhà gái coi. Đúng. À, chào em gái xinh đẹp, dễ thương. Nhà có nuôi chó không? Dạ có nuôi ạ. Có mèo không? Dạ cũng từng nuôi luôn. Có bao giờ đem tới bác sĩ thú y lần nào chưa? Có rất là nhiều lần luôn ạ. Mấy ông có làm khó chịu mặt gộ đơ không? Mà không biết sao gặp con thấy vui à. Gặp con vui hả? Dạ, mỗi lần con chở cho mèo con đi là mấy chú niềm nở lắm. Sao niềm chắc nở? Là khách mối. Khách mối mà đâu niềm nở. Cái ông bác sĩ bên kia kìa, đôi khi ông buồn người ta khách hàng người ta thấy ông buồn người ta cũng không có vui. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ con hiện 3 mối tình. Mối dài nhất nhiêu? Mối đầu tiên là chắc là năm nhất cao đẳng á. Có quen vài tháng thôi bị cấm sừng.
đang chạy xe bốn trên đường qua cầu, gặp bạn chở người ta. Quan trọng chở mà có thấy ôm không? Ôm luôn. Ôm luôn. Rồi có hỏi không? Em gái ta nhiều khi không có đâu. Ôm cứ ngắt là chạy qua mà cái cầu dài như cặp sừng của con nha. Cầu dài như cặp sừng của con nha. Trời ơi, thấy thương không? Rồi bỏ. Bỏ luôn. Đúng rồi. Năm sau quen bạn mới. Và bạn nó dễ thương lắm. Mấy năm? Dạ, quen cũng được 3 năm quá. Ừ, rồi sao? Gia đình tính cuối. Nhưng mà lúc đó là chưa có việc làm ổn định rồi. Năm đó là nhà gặp vấn đề rất là nhiều. Rồi con bị stress rất là nhiều mọi hướng nữa. Nên xin hủy hôn. Trời đất ơi. Mới hình thứ ba, khách làm mai cho ấy. Quen được vài tháng rồi, bạn nó cũng xuồng. Đó, thấy chưa? Ai mượn người xưa xuồng người ta. Bây giờ đã đến lúc người ta tập trung vô là có người yêu để lấy chồng chưa? Con nhất quyết là năm nay 2022 là cưới đó. Cưới ha. Trời ơi. 2022 cưới nha. Bác sĩ thú y được không? Em ha. Em. Em đó. Dài nha. Mỗi ngày con cứ đứng đó thu tiền chó với mèo thôi cũng ngon nữa. Không sao đâu, bạn cứ lo chó đi, con lo cho bạn nữa. Bạn cứ lo chó đi, con lo cho bạn. Đó, trời ơi. Được. Lành quá trời. Rồi giờ mình bác sĩ đây có người này cũng hỗ trợ là cũng được lắm á. Dạ. Rồi. Gu nhà trai sao? Chia sẻ cho chú Quyền Linh nghe nè. Phụ nữ thì phải chung tình, phải chung thủy một chút, đừng có lăng nhăng thôi. Còn mọi thứ còn lại về ngoại hình thì em không quan trọng. Tại vì ngoại hình mình có thể nếu mà không đẹp thì mình đi sửa lại. Đúng đơn giản quá. Bạn Nam ơi, mình muốn đi sửa là bạn cho, phải không bạn Nam? Thì muốn thì gán để dành thôi, chừng nào có thì mình sửa thôi. Vậy là tự mình gán làm thì bạn cho mình làm nè, rất quan trọng. Mình là đàn ông thì mình làm chứ. Mình làm cho lấy tiền cho phụ nữ đi sửa hả? Tôi rất là ít thấy ông đàn ông nào mà đi làm kiếm tiền cho bạn gái đi sửa sắc đẹp nha. Không có. Ít lắm á. Không có trời. Vấn đề chỗ là đã yêu thương nhau thì cái gì cũng có thể chấp nhận được hết trơn á. Bây giờ nhà gái nè, mẫu hình lý tưởng của nhà gái sao? Con không có mẫu hình lý tưởng, tại mỗi người mỗi vẻ mà. Quan trọng là sạch, nhìn hợp mắt, nhìn ok, nhìn cao 1m7. Hơi tròn trịa mũm mĩm đi, tại em thích tròn trịa mũm mĩm dễ thương. À, đừng có ăn nhậu nha. Nhưng mà ăn nhậu với con thì được. Đi thì ăn nhậu mà ngủ con theo là ok. Thoải mái lắm. Chứ không có rau. Con ghét rau cực kỳ. Con không thích rau đâu. Rau khó chịu lắm. Con nói thiệt. Rau nó có nhiều cái đặc sắc lắm. Rau. Rau làm gì ta có rau làm gì khó chịu cô. Thôi không có được, không có. Hả? Con không thích rau đâu. Nó nhìn sạch sẽ, nhìn vị thương. Ta có rau, ta đâu có dơ. Ta có rau, ta vẫn sạch mà. Em mà rau như thế nào hả? Đôi khi cái rau ở trên thôi nhìn cũng ok hết. Nói chung là đây không có rau rồi đó. Không thích gì nữa nè. Không thích ăn nhăn. Lăng nhăn. Dạ đúng rồi. Con không thích ghen. Không thích ghen luôn. Dạ. Bạn Nam hiểu công việc con chút xíu đi. Là sẽ không có ghen đâu. Tại công việc của con là tiếp xúc là đa số nữ thôi. 2% còn lại là nam. Nhưng mà xin lỗi nha, BD hết rồi lấy gì chơi. Trời. BD hết rồi lấy gì chơi. Trời. Rồi sao không biết BD? Đôi khi đi làm bạn bè với nhau á. Rồi chụp hình mà bạn Nam thấy ui trời thằng này đẹp trai ngon quá rồi ghen, không có được như vậy. Thật ra thì cái đó dễ lắm, mai mốt bạn bè em cứ cho đi chơi chung, em đi đâu chơi với bạn em dắt bạn trai em giới thiệu, nó cũng tốt hơn cho mối quan hệ của mình nữa. Nhưng mà bạn em nữ không đi rồi mất bồ, mất bồ. Thấy chưa đó, thấy chưa ghen, cũng bà không à, ghen bà sợ á, bà chụp hình với con trai bà sợ người ta ghen rồi. Bây giờ bà rủ người ta đi chơi chung á thì bà kêu con gái không mà mất bồ. Không, bây giờ cưới về đi rồi đi kiểu gì cũng được. Trời ơi, cô này là cũng mệt lắm ạ. Mở rào. Gửi em cái bó bông. Rồi em gửi anh nghe. Rồi em cảm ơn. Cái này của em là cái này cho em làm và kinh doanh thêm tại mảng của em thêm. Cái này là mứt vỏ bưởi nha. Rồi anh có thể ăn thử không? À rồi. Ăn đi nhìn đi. Rồi được ha. Mới kéo ra thì em hơi bất ngờ về anh chút xíu là nhìn anh rất là giống bạn học của chị hai em. Chị hai em cũng học bác sĩ nữa, nhưng mà bác sĩ đa khoa. Thì khi kéo màn ra em nhìn anh,
hết hồn một chút xíu. À, anh ok. Được. Anh... Chạy. Anh thấy em đẹp. Cảm ơn. Dễ thương. Em cười cũng đẹp nữa. Anh có nhiều nhận xét mà tại vì anh hồi hộp quá, anh không nói được. Với lại anh lên đây là thật sự anh nghiêm túc. Hy vọng là tìm được một cái mối quan hệ á, nó gắn chặt với cuộc đời của mình. Có thể là 2 phút này nó trôi qua nhanh, nhưng mà anh hy vọng 2 phút này nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc đời anh. Có thể là nó một cái gạch đầu dòng cho cái trang sách mới. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Thích không? Thích. Với lại em lanh, có thể là em sẽ bù lại cho anh cái đó. Tại vì em làm sai anh nạt em không? Không. Không nạt nha. Hứa nha. Mọi người nghe rồi đó, hứa nha. Em thích cái gì? Em thích cô gái đẹp. Không, em nói thiệt đó. Em thích gái đẹp lắm. Mười mốt em gặp gái em khều khều hỏi anh nè. Thích gái hỏi không? Thích chị đó không? Chị đó đẹp không? Thích ngắm gái không? Ai mà thích chứ sao. Nhìn mặt. Trai mà. Cái bà này rồi ta, á, rồi đưa cái thích, hình sao nó, ví dụ anh nói anh thích thì sao? Anh thích đi, dân lẫy chơi. Dân lẫy kiếm người vỗ chơi. Chiều được không cưng? Được. Chị thấy ca này mệt đó. Vì cái nụ cười của mụi là chắc anh làm. Gắn làm. Gắn làm ha. Anh dự định kết hôn của mình là như thế nào? Anh dự định kết hôn thì tại vì anh cũng đã chuẩn bị rồi. Chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị không được nhiều. Nhưng mà cũng có chuẩn bị rồi, mai mốt ví dụ như là dự định ra kế hoạch cuối năm nay hoặc là qua năm sau gì đó. Tại vì anh dự định là tháng 3 năm sau anh sẽ về miền Tây anh làm chứ không có cố định ở đây. Bây giờ bác sĩ tới nắm tay cô gái đi. Nhìn thẳng vào mặt cô gái. Nãy giờ mình nói chuyện cô gái, mình cảm xúc gì đó, mình mong muốn gì đó. Nắm hôi nắm chặt vũ vậy trời. Mấy năm rồi chưa nắm tay ai? 2019. Trời ơi, 2019 tới giờ mọi người ơi. Hẹn chi nắm rồi nó lạnh, nó buông quá chưa luôn. Nếu mà em cho anh cơ hội thì những vấn đề của em có thể là không phải là bữa nay hoặc là nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Thì em nói cho anh rồi bắt đầu anh sẽ sửa, anh sẽ thay đổi. Dạ vâng. Thay đổi để cho phù hợp với em hơn, để cho cái cuộc sống nó ít có gây lộn hơn. Cái này mình sẽ tìm hiểu với nhau nha. Rồi từ đây tới cuối năm lận, đúng không? Để tìm hiểu ha. Trời, ổng luôn quá mẹ ơi. Bữa nay con xin phép cô để cho con được làm quen với bé muội. Con cũng hy vọng là tụi con có cái kết quả tốt đẹp hơn. Con xin phép cô. Đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính mình. Các bạn để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ quyết định bằng chính trái tim của mình thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể nói vui được, có thể đùa được. Nhưng giây phút này không thể đùa được. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm về nút bấm đó. Bấm nút là để thể hiện tình yêu của nhau, để hiểu nhau và đi xa hơn. Chứ không phải bấm nút vì một ai đó, bấm nút vì bất kỳ điều gì nữa. Các bạn nhé. Thật nghiêm túc khi bấm nút, chuẩn bị. Quyền quyết định là của bạn. Nếu chúng ta cảm giác không rung động, đừng bấm. Nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ nè, trước mặt mẹ với bà nè, hứa cái gì đi. Con xin cảm ơn mẹ với bà đã cho phép mà muội lên đây chương trình để con có cơ hội được nắm tay ngày hôm nay. Con nắm tay rồi, con xin hứa con sẽ làm mọi cách là sẽ không buông tay muội ra đâu. Con sẽ cố gắng nắm thật chặt cái đôi tay này, đi càng xa càng tốt. Hay dễ quá. Thương quá. Muội nói gì đi, muội nói gì, có bà có mẹ nè, muội nói gì đi. Con hy vọng cuộc sống sau này thì sẽ im ấm. Im ấm. Dạ, con hạnh phúc là được im ấm thôi. Dạ. Mình còn làm một cái thủ tục. Đâu rồi, không hôn đâu. Xin phép bà với mẹ cho con hôn muội. Đó, bà cho rồi đó. Bây giờ bằng hôn tay mình đi. Không, má, không có má. Nồi không quen, ngại lắm. Anh vừa nãy hay là anh thích làm công việc đó? À, anh học bên khối xã hội thì anh xin vào đó làm. Công việc đặc thù nên cũng không có ra ngoài. Cả tháng về có 2 lần thôi mà. Dạ. Nếu mà có chuyện gì buồn là vài tháng về làm. Anh có khi nào anh nghĩ anh sẽ thay đổi cái công việc của mình không? Chắc chắn là không.
chăng ạ? Ở trong đó giống như một xã hội thu nhỏ, điều kiện trong đó thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn ở ngoài rồi. À, chào bạn, bạn tên là gì? Dạ em tên là Lan Anh ạ. Lan Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 26 tuổi ạ. 26, mình đang làm gì? Em là trợ lý kiểm toán. Làm trợ lý kiểm toán. Lắm đây. Dạ. Rồi, xin mời chàng trai. Bạn tên gì? Chào anh, chào chị Cát Tường, chào các bạn. Tôi là Nguyễn Văn Ninh, năm nay tôi 30 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc, học về ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc và sống ở Đồng Nai. Rất là mạch lạc. Lan Anh, bạn nghe rõ chưa? Dạ rõ rồi. Rồi, từ trước tới giờ mình đã có mối tình nào chưa? Tất nhiên là có rồi ạ. Nhưng mà tại vì tụi em cũng không hợp nhau á, cũng không có đến được kết quả cuối cùng. Bạn nghĩ cái điểm mạnh của mình là gì? Sự nhiệt tình. Khi mà bạn bè cần sự giúp đỡ thì em rất là sẵn lòng. Vậy thì điểm yếu của mình là gì? Hay bị tổn thương với người khác. Hay bị tổn thương là sao bạn? Giống như là khi mà người khác không tôn trọng thì mình cảm thấy hơi là buồn. À, chuyện bình thường, ai không tôn trọng mình đều tổn thương hết chứ có gì đâu điểm yếu. Dạ, nhưng mà nó hơi dai dẳng đó anh. Dai dẳng thôi là hơi lâu đúng không? Dạ đúng rồi, hơi lâu. Bạn nam có bao giờ bạn làm tổn thương một người phụ nữ, một người con gái nào chưa? Trong cuộc sống thì tất nhiên ai cũng có một lần trải qua thôi. Có rồi hả? Dạ. Cụ thể tổn thương sao? Em nói là chia tay nên làm tổn thương tới người phụ nữ đó. À, bạn chia tay bạn gái hả? Bạn nói phũ phàng quá hay sao bạn? Lúc đó em mới đi làm công nhân với này, sau đó em ôn thi vào đại học thì sau đó lo học rồi sau đó em nghĩ là người phụ nữ đó nên tìm hạnh phúc khác thì em mới nói chia tay. Tại vì bạn không thương ta nữa gì đúng không? Không phải là không thương mà là muốn cho người phụ nữ đó tìm được người hạnh phúc khác. Mà hiện nay công việc của bạn cụ thể là bạn làm gì? Vâng, em thì làm ở bên trung tâm giáo dục và lao động xã hội ở dưới Đồng Nai. Cụ thể là gì bạn? Công việc chính là em là giáo dục viên và quản lý học viên và đi dạy một số kỹ năng cho học viên kinh nghiệm. Cái môi trường nó hơi căng thẳng ha. Và mới đầu sinh viên ra thì nhìn ai cũng sợ đấy, nhưng mà làm biết rồi nhìn quen thì lại thấy thương. Bạn ở trong đó là bao nhiêu năm rồi? Em làm từ 2015. Tại sao mình lại chọn ở trong cái môi trường đó? Học ở trường nhân văn thì có 3 khối, khối xã hội và khối văn và khối ngoại ngữ, thì em học theo khối xã hội, học về bên mảng ma túy. Cái thời gian bạn làm việc có nhiều không bạn? Có thời gian rảnh để hẹn hò không? Chính vì vậy mà em chia tay mối tình đầu thì em không có ai nữa, bởi vì dành hết cho công việc rồi. Rồi sắp tới yêu người nữa rồi có khi nào nói câu đó nữa không? Không, năm nay cũng 30 tuổi rồi. Muốn vợ lắm rồi ha. Vâng ạ. Rồi bây giờ nếu được thì bao lâu nữa mình kết hôn nè? Cuối năm nay ạ. Rồi để mình hỏi vậy Lan Anh, bạn đã sẵn sàng để mà kết hôn chưa? Nếu mà phù hợp thì cũng không vấn đề gì. Thế nào là phù hợp với bạn? Có thể lo lắng chia sẻ cho em, có công việc ổn định, tình cảm thì rất là rõ ràng với tất cả mọi người. Có nghĩa là không lăng nhăng. Đúng rồi, có nghĩa là cái nào là yêu đương là yêu đương. Dạ. Cái nào mà quan hệ công việc hay đồng nghiệp là khác nhau. Dạ, bạn nghĩ gì về cái công việc của bạn trai mình? Em cũng chưa có hình dung ra công việc của bạn trai đó như thế nào. Em mong muốn tìm được người cùng làm công việc với em là như trong khóa kinh tế hoặc là kế toán. Ủa, nghề nào cũng được cho bạn miễn người ta tốt với mình thôi chứ. Em sợ không có thời gian hoặc là không có điểm chung để mình chia sẻ về công việc. Từ trước giờ bạn yêu lần nào chưa? Có rồi chị. Mình chia tay gần đây nhất là bao lâu rồi? 1.5 năm rồi chị. 1.5 năm. Dạ. Từ đó đến đây là lý do tại sao bạn ế đó. Sợ yêu quá chị, cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu với một người mới. Thôi vậy tao quay lại với yêu người cũ đi. Bạn có đặt ra cái chuẩn gì cho người đàn ông của mình không? Nếu mà những cái điều kiện về bản chất á, về con người nó ok thì ngoại hình nó cũng là một yếu tố phụ thôi. Cho nên ngoại hình sao cũng được đúng không? Chắc không ạ? Cũng phải cao hơn em tí. Không? Rồi cái điều gì bạn không thích về cái người bạn trai? Đầu tiên là cái sự lăng nhăng. Cái thứ hai đó là không có chí tiến thủ. Khi đưa ra cái tiêu chuẩn vậy rồi, còn bạn sẽ đưa ra tiêu chuẩn thế nào về bạn đời của mình? Trung thủy, biết lo cho gia đình. Và công việc của em thì ở trong đó một tháng chỉ ra 2 lần thôi. Em sợ là ít có khi nào người phụ nữ nào mà chịu đựng được. Nên em mong là nếu mà bạn đó đồng ý thì cố gắng xây dựng gia đình cho hạnh phúc. Tháng ra có 2 lần hả? Vâng. Một lần nghỉ bao lâu bạn? Nghỉ được 6 ngày ạ. Là hai lần là lượt 6 ngày đó hả? Dạ đúng rồi ạ. Bạn có đặt cái chuẩn người mẫu bạn gái mà mình muốn tìm là như thế nào không? Mẫu người con gái thì là cao một chút thì hơn 1m59 cho đến 1m65 trở xuống. Rồi dáng người cũng không mập lắm mà cũng không gầy lắm. Bạn cao bao nhiêu mà đòi con gái cao dữ vậy? Trên 1m7 chị ạ. Bạn có thần tượng một ai đó không? Có thần tượng chị Cát Tường. Cảm ơn bạn nha. Chút xíu nữa mình qua coi mặt bạn. Dạ. Bạn có người mẫu lý tưởng nào không? Không có một hình mẫu nào hết, nhưng mà như anh Quyền Linh là được rồi. Nhanh anh Quyền Linh chị cũng thấy được á. Hỏi nhỏ. Dạ. Bạn cao nhiêu? 1m55 ạ. Bên kia đòi 65 lận. Đi được không? Đó, quá. Dạ được. Quá được anh. Quá được ha. Dạ chờ anh ạ. Muốn chồng chưa?
vừa muốn vừa không. Sao vậy? Nếu mà tìm người được phù hợp thì rất là muốn. Còn bên này cũng mà... muốn vợ đó, bắt buộc cuối năm cưới đó. Dạ. Bên này phụ nữ mình cẩn thận lắm. Để sẽ cân nhắc ạ. Nhưng mà đi xa quá, đi về tới ngoài Phú Thọ, ngoài đó xa lắm, đi không? Thì nếu mà hợp thì có đúng thể. Đúng rồi, có thể đúng không? Dạ. Nè. Nói chung á là mình chưa gặp, mình chưa dám nói chắc chắn. Dạ, à, gặp rồi mà nếu đã chịu rồi là cái gì cũng được. Dạ, bây giờ rồi. Chị qua chị xem mặt, nhưng mà chị nhớ cái yêu cầu của em, chú trọng về nội tâm, về dạ. tính cách, ngoại hình không quan trọng. Dạ. Đúng không? Dạ. Bạn trai, bạn không thích điều gì ở người bạn gái? À, không thích nhất là không trung thủy. Chị Cát Tường như trung thủy lắm đó. Em thần tượng chị Cát Tường là do xem phim Huyền Thoại Tím nên em thấy chắc là chị cũng trung thủy. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, em chào chị. Nó rất là dễ thương. Dạ. Phát biểu cũng rất là dễ thương, mà đứng lên cao nhiêu? Cái này đâu có được, ta bên đây có 1m5 mấy à. Rồi sao? Em không biết nữa. Bây giờ được hết trơn mà ta thiếu có 5 phân tất là coi như không được hả? Không đến được với nhau hả? Chắc đeo dép 10 phân đó chơi. Bạn không thích cái gì ở người bạn gái? Đánh đá. Giống như chị vậy đó hả? Đúng rồi ạ. Thì sao em nói em thần tượng chị? Thần tượng thì là vẫn thần tượng chứ, còn Trung Hoa đánh đá thì đó do là tính cách của chị chứ. Là sao? Cuối cùng là em đang khen chị hay chê chị vậy? Nửa khen rồi chê. Giống bạn này bên này, nửa muốn nửa không. Rồi, mình sẽ cho hai người. Cái ổn rồi, khó chịu lắm nè. Được rồi đó. Quan trọng là nãy giờ mình giao lưu cho hai bên cảm nhận về nhau thôi. Bây giờ nghe hết rồi nha. Nhìn thẳng vào mắt nhau nha. Kéo màn lên. Tặng em. Dạ. Chào em, anh tên là Ninh. Dạ, em là Lan Anh. Anh làm công việc như anh nói đó, thì cái hoàn cảnh đưa đẩy hay là anh thích làm công việc ở đó? Anh học bên khối xã hội thì anh xin vào đó làm. Công việc đặc thù nên cũng không có ra ngoài. Cả tháng về có 2 lần thôi, mà dạ. nếu mà có chuyện gì buồn là vài tháng về làm. Anh có khi nào anh nghĩ anh sẽ thay đổi cái công việc của mình không? Chắc chắn là không. Căng ạ. Ở trong đó giống như một xã hội thu nhỏ, điều kiện trong đó thì chắc chắn là sẽ khó khăn hơn ở ngoài rồi. Và mình là giáo dục thì phải giáo dục cho con em họ để sau này ra ngoài xã hội làm lại cuộc đời, làm cho người ta hoàn lương ấy. Rồi cảm nhận của bạn về bạn nữ như thế nào? Thì cũng tròn tròn dễ thương. Mà em không biết tiêu chuẩn của em 1m59 cho 1m65, không biết bạn thì vậy, hai em thì này tiêu chuẩn là làm cùng ngành nghề cho chia sẻ, cái này cũng hơi trái ngược ấy. Dạ, tại vì em cũng chưa có hình dung ra công việc của anh nên là em cũng không có cái không biết có điểm chung gì hay không. Chắc không có rồi đó, bởi vì một bên là chữ một bên là số thì chắc làm sao mà chung được. Và bạn nữ cảm nhận thế nào về bạn nam? Em cũng thấy anh có thể là một người chân thành. Tìm bạn gái qua chương trình đó là rất là thực sự. Tại vì anh cũng 30 mấy tuổi rồi. Ý em nói anh ế đó. Em nhận xét như vậy là quá tốt rồi. Còn cái mẫu mình đưa ra đó là đầu tiên lý thuyết thôi. Bây giờ thực tế mình gặp mình phải thay đổi suy nghĩ mình một tí. Dạ. Đúng không? Hai người nhìn nhau cười kìa. Cười đi. Nhìn thẳng vô mắt nhau cười đi. Có cảm nhận gì thấy gì trong đó không? Bạn nhìn thấy rõ bạn nữ không? Có. Thì bên đây không có nhìn thấy trong mắt bạn kia có cái gì. Bạn trai làm sao, dễ thương không? Chị thấy quá được luôn mà em. Em cũng bị cận mà em không mang kiến. Mang kiến vô đi em. Dạ, mấy chị. Mang kiến nãy giờ không thấy gì hết trơn, trời á. Khổ ghê. Rồi. Nhìn thẳng vô. Dạ. Đẹp không? Nó không men lì. Thôi được rồi, hết giờ. Rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ. Đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Hãy sống bằng cảm xúc của mình. Hãy bản lĩnh để nhận ra một điều rằng bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Cảm ơn anh. Không bấm hả? Chưa tìm thấy cảm xúc. Bạn nữ xinh đẹp thế này mà. Có lẽ vì hai tụi em chưa tìm thấy điểm chung rồi. Nhưng mà bạn thấy ảnh rất là dễ thương, rất là chân thành mà. Bạn cũng nhận xét như vậy, tại sao bạn lại không bấm nút? Nếu mà có cơ hội thì có thể em sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ đến thế này thôi. Tôi tưởng tôi đưa cặp mắt kiến cho bạn là bạn thấy rõ rồi là bạn đồng ý chứ. Dạ. Vấn đề đến với nhau và còn nhiều yếu tố khác nữa chị. Dù sao thì đó là quyết định, là sự chọn lựa của hai bạn. Mong rằng hai bạn nuôi mà vợ chưa nổi thì mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi, dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Dạ, hát cải lương em. Dạ, em hát karaoke không chị? Hát karaoke hả? Nhưng mà hát cải lương được không? Cải lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Thường thì cũng có rất nhiều bạn gái đến với chương trình với tảo dài
Việt Nam, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên tạo áo dài màu trắng. Màu trắng rất là tinh khôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Thu Hiền ạ. Hiền năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. 29. Dạ Hiền hiện đang làm gì? Dạ em làm giáo viên ở tỉnh Long An ạ. Giáo viên dạy về môn gì em? Em dạy tiểu học cho nên dạy hết tất cả các môn. Tiểu học dạy hết tất cả các môn ha. Rồi Hiền rất là hiền, đang dạy học ở Long An. 29 tuổi. Cũng lớn rồi đây. Chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Bình tĩnh. Bên kia là bạn Hiền, giáo viên 29 tuổi. Còn bạn? Dạ em tên là Nguyễn Văn Út, năm nay em 30 tuổi. Dạ em làm nhân viên văn phòng cho công ty trung tâm nghiên cứu sinh học Biosin. Ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Mà bạn 30 tuổi mà bạn chưa có người yêu hả? Dạ tại tiền chưa đủ để rước người về nhà. Bao nhiêu thì mới đủ rước bạn về nhà? Thì cảm thấy mà mình rước người ta về mà mình thấy mình lo đủ cho người ta đủ no đủ mặt là được rồi. Tức là giờ chưa đủ để lo cho người ta ăn no, chưa đủ mặt luôn. Ủa bạn làm lâu lắm mà chưa có đủ tiền hả? Dạ thì cũng nói chung là đủ sống. Đủ sống thôi. Dạ. Bạn sống đang sống một mình hay sống với gia đình? Dạ sống một mình. Một mình? Dạ. Tức là có nhà riêng rồi? Dạ chưa. Ở nhà trọ. À tức là bây giờ muốn có nhà mới rước nàng về dinh đúng không? Ngày hôm nay đủ chưa mà dám ngồi đây? Cũng tạm, nói chung tạm là gần đủ rồi. Gần đủ hả? Có gửi ngân hàng rồi đúng không? À vậy được rồi. Hiền ơi, thật sự bây giờ em trong lòng em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ có. Bà cảm thấy mình trễ chưa? Thấy cũng trễ trễ rồi. Cũng trễ trễ rồi ha. Dạ. Thì mình hạ tiêu chuẩn xuống thấp một chút ha. Thì bây giờ bạn trai bên kia là người ta cũng thật tình là chưa có nhà. Công việc thì cũng tương đối ổn định, sắp sắp đủ rồi nhưng mà chưa đủ, sắp sắp thôi. Bây giờ em nhắm em có cho động lực để người ta đủ luôn được hay không? Giờ em yêu cầu như thế nào về người bạn trai của mình? Muốn bạn trai em cao khoảng 1m6 trở lên. Tính tình thì không nóng, không để tóc dài. Không để tóc dài? Bên đây tóc dài thọn luôn. Rồi, đi luôn. Bạn ấy chơi thể thao, với biết nấu ăn, tại em nấu ăn cũng hơi tệ. Bên đây thể thao giỏi luôn, tập tạ nè, đúng đã lắm. Biết nấu ăn không? Biết nấu ăn bạn. Dạ, cái đó thì rất là giỏi luôn. Rất giỏi luôn đúng không? Dạ. Rồi, ở mình mà phải nấu ăn chứ. Nhưng mà người ta nấu thôi, em cũng phải rửa dọn nha. Dạ, người ta nấu em ăn. Người ta nấu em ăn. Đó là nhu cầu của bà bên kia. Còn điều kiện của bạn là người bạn gái như thế nào? Nói chung người bạn gái của em là phải cao khoảng 1m55 trở lên là được rồi. Rồi. Không mập quá, không không nhuộm tóc nha. Không nhuộm tóc? Ủa lý do tại sao không thích nhuộm tóc? Mà nhuộm quyền không, của ta chứ. Mà nhuộm, nếu mà nhuộm màu tối tối thì được. Mà nếu mà nhuộm màu rồi xong luôn thì bên đây vàng khè. Nhuộm highlight được không? Hai ba like được không? Dạ không. Không luôn hả? Thấy chưa chị, các thường nhuộm hai ba like đó. Tại sao lý do em không thích kỳ vậy? Tại nhuộm tốt vô nhuộm like đẹp chứ có gì đâu. Phụ nữ mà đó mà có nhuộm tóc hay là xăm người thấy nó làm sao sao á. Sao gì đâu, người chết cũng hiện rồi. Đại mà. Ủa em xăm hình này bao lâu rồi em? Dạ 2 năm chị. 2 năm rồi hả? Dạ. Ủa, tại sao xăm? Rồi. Tại em thấy nó đẹp. Tại thấy đẹp nên xăm tiêu. Thôi rồi, chết rồi. Không thích xăm mình coi xăm. Rồi bình thường mà em có sở thích gì? Dạ em thích đọc sách, thích đi du lịch, đọc truyện. Đọc sách đi, đọc truyện gì? Dạ đọc truyện tranh á. Học truyện thiếu nhi phải không? Dạ. Để dạy cho mấy kể chuyện cho mấy em nhỏ nghe chứ gì. Dạ. Vậy là yêu trẻ con lắm đúng không? Muốn mấy đứa con nè? Em muốn nhiều đứa con lắm. Nhưng mà nhà nước không cho nên em muốn 2 đứa. Muốn nhiều lắm mà nhà nước không cho đâu. Bây giờ thí dụ như em muốn sở thích muốn đẻ mấy đứa luôn thì đẻ được mấy đứa? Em đẻ chừng nào còn khả năng thôi. Nè bây giờ bạn trai bên kia chị hỏi nè, bây giờ nếu như cái bạn nữ bên đây á là đáp ứng hết được yêu cầu của bạn hết trơn luôn rồi đó, mà bây giờ ta lỡ ta xăm lên cái tay ta rồi bây giờ làm sao đây? Nhưng mà vết xăm nhỏ hơn bự chị. Nó to. To đổ mồ hôi rồi. Bên đây đổ mồ hôi. Nguyên một cái con bò cạp. Trời ơi trời. Bạn muốn đẻ mấy đứa? Đối với em là 2 đứa là đủ rồi. Bên kia người ta rồi đẻ coi như là hết khả năng luôn. Không không sao đâu, có gì giờ em tư vấn thêm. Tư vấn hả? Yeah. Nuôi mà vợ chưa nổi nữa mình đẻ hết khả năng sao nuôi nổi. Trời ơi trời. Nghe nói giờ dân bên Long An đúng không? Dạ. Long An hát cải lương được rồi nha. Đi hát cải lương không em?
Dạ em hát karaoke còn chị. Hát karaoke hả? Nhưng mà hát cái lương được không? Cái lương em hát được. Hát được làm câu nghe coi cái coi. Nhưng em không có thuộc làm sao em hát được. Làm câu thôi. Cho em một phút chuẩn bị bên đây hát trước. Bên đây dân thành phố hát nè. Không anh, cái góc của em cũng Bến Tre. Nếu mà đi qua Long An hiểu gần. Ồ, yeah. Bến Tre à. Rồi Bến Tre cũng biết hát cải lương luôn. Vô cầu dòng khổ nghe cái coi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mây. Tình yêu quê hương không bến không bờ. Nơi chưa đến chưa quen mà sao thấy nhớ. Miền Hạ bây giờ chắc vui lắm phải không em? Mất mát đau thương càng cao giọng hát. Thôi thôi, cay đắng mặn nồng càng thơm ngát tình ta. Hát cái lương tôi khoái à, Nguyễn có hát cái lương tôi khoái à. Trời ơi, sao em một mình thua hả? Thôi em chịu đếp vế, anh hát hay quá trời ơi. Bên đây thua, bên đây người ta chơi xăm bồ cạp, sao hát giọng cổ được không? Mệt ghê. Rồi bây giờ để coi cô bên kia coi sao. Đưa mà xăm bồ cạp. Tôi coi cái xăm cái cỡ nào. Trời đất ơi, sao mày xăm cái hình bự như vậy? Xăm bự cho người ta biết mình có xăm anh. À vậy hả? Dạ. Thế rồi, ở bên đây là một chàng trai rất thư sinh, khoảng 45kg thôi. Đừng có đẻ hết khả năng nha. Dạ. Đẻ không nổi đâu. Đẻ hết khả năng không lớp luôn á. Rồi, được được. Coi vậy chứ xăm chứ dễ thương lắm. Hay xăm dạ. Xăm cái bồ cạp ngay cái tán này nè. Chào em. Hát giọng cổ hay quá hen. Bến Tre có trồng dừa không em? Dạ có chị. Vậy hả? Ai đứng như bông dừa, tóc dài bay trong gió. Thôi được rồi, đủ rồi, mệt rồi. Được 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 em. Có điều giờ chị không biết giải quyết cái hình xăm em sao. Thôi giờ cho hai bên gặp mặt đi nha. Kéo màn lên. Chuẩn bị. Đưa hình xăm cho ta coi đi. Cảm ơn anh ạ. 2 phút bắt đầu. Anh ở Bến Tre, em nghe nói con gái Bến Tre xinh dễ thương lắm mà. Nhưng bạn trai xấu quá à. Anh muốn hỏi gì hỏi em đi. Ủa em dạy tiểu học hả? Dạ em dạy tiểu học. Rồi nếu mà nửa về Bến Tre em có về không? Anh chuyển cho em xuống dưới dạy được thì em về. Không, cái chuyện đó thì nếu mà được thì chắc ok. Nhà anh ba mẹ làm gì? Ba mẹ làm vườn trồng trái cây á. Vậy em về đó em có làm vườn không ta? Không, vậy với em chỉ đi dạy thôi. Vậy thì em chấp nhận được. Trời ơi. Còn gì nữa không? Nhanh, còn có 30 giây thôi. Nhanh lên các bạn. Anh hỏi gì? Hỏi lẹ lên đi. Hỏi lẹ lên đi. Hỏi đẻ gì đẻ dữ vậy? À, nếu mà đẻ thì mình có 2 đứa thì chắc nuôi đủ rồi. Dạ. Nhà nước chỉ cho phép em được 2 đứa thôi ạ. À, vậy dễ chăm sóc hơn. Dạ. Tại em nói vậy thôi chứ muốn xin nhiều cũng đâu có được. Hết giờ chưa anh? Cho nữa đó, thêm nữa. Cặp này dễ thương quá, nhìn nữa đi, hai người nói chuyện nữa đi. Cái đó để tụi em tâm sự sao anh ơi. Thôi hết giờ. Chưa cặp nào dễ thương cặp này. Thôi mình đẻ 2 đứa thôi nha. Mua nữa cũng đâu được, anh nhà nước bắt có 2 đứa thôi. Và bây giờ là 3 tiếng đếm để các bạn nhấn nút hẹn hò với nhau. 1 2 Dạ 3 Hết thời gian. Yeah.
nãy giờ anh chỉ có tường tập thôi, chứ một cô gái hết thì mình tương trắng dịu dàng ha, cũng có nụ cười rất là tươi, rất là duyên dáng. Được, em thấy cặp đôi này là em thấy em hài lòng. Bạn thấy sao, bạn thấy sao? Dạ thấy cũng được, cũng vừa cái mẫu người của em chọn. Thấy hạnh phúc chưa? Gật, nắm tay cái đi. Em hay nhằn lắm, em hay nhằn lắm hả? Nhằn là sao, có nghĩa là cái gì cũng không hiểu ý em hết trơn hả? Không, phải rất là mỗi lần mà em có lỗi thì chẳng bao giờ em nhận lỗi hết á. Có lỗi mà không nhận lỗi, trời ơi, cái gì mà nghe. Đàn ông á là sao không được, thà đánh chết nó cũng được nữa, nhưng mà nó không thích nói nhiều. Em mà nhằn hoài là đâu có được, sao kỳ vậy? Hả, thôi ai đánh chết luôn rồi. Vậy bây giờ mời hai bạn chờ một tí nữa để chúng ta tham gia vòng quay may mắn để xem có nhận được những phần quà từ Toshiba hay không. Mời các bạn. Nhìn thấy những cái giây phút rất hạnh phúc của cặp đôi đầu tiên, tôi nghĩ rằng là cặp đôi này cũng hợp nhau đấy. Dễ thương. Bây giờ cặp đôi thứ hai đang rất là hồi hộp chờ mình. Rồi, nhanh lên, không có làm mất thời gian của người ta nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ nhì trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn. Mời em ngồi. Em tên là gì? Chị Hoài Thanh Quý. Thanh Quý. Dạ. Thanh Quý. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22. 22 tuổi. Hiện giờ Quý đang làm gì? Em đang là sinh viên năm cuối rồi chị. Dạ, trường đại học công nghiệp đó chị. Đại học công nghiệp. Dạ. Bên đây là giờ đang còn sinh viên năm cuối trường đại học công nghiệp anh Linh ơi. Rồi. 22 tuổi. 22 tuổi ha. Rất là dễ thương. Còn là sinh viên. Rồi, chúng ta sẽ gặp chàng trai của cặp đôi thứ hai. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Hot boy. Mời ông ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Đoàn Hữu Chiến. Phạm Đoàn Hữu Chiến. Dạ. Quê ở đâu? Dạ, em quê Bến Tre. Bến Tre. Xứ Dừa. Xứ Dừa Bến Tre đúng không? Dạ. Lên Sài Gòn làm gì trên đây? Dạ, bây giờ là em đang là lập trình viên. Lập trình viên. Là chuyên về phần mềm thiết kế web. Trời ơi, vậy là giỏi quá rồi. Sao bạn sao căng thẳng quá vậy? Dạ, căng thẳng không? Lần đầu tiên lên thì căng thẳng. Phải lần đầu tiên yêu mà. Dạ. Hả? Bạn đã từng có người yêu chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Mấy người? Dạ cũng hai người. Hai người rồi. Em nè. Vậy bên đó người ta nói người ta có hai mối tình rồi đó, còn em thì sao? Đó giờ em đã có mối tình nào chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Dạ. Chưa một mối tình nào bắt vai cả? Dạ. Rồi, vậy thì lý do tại sao em lại chọn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ thứ này tại nhà em á, ai cũng đi theo chủ nghĩa độc thân hết á. Trời đất. Vậy giống như là em có hai dì cũng chưa chồng, một cậu cũng chưa vợ. Hai dì chưa chồng, một cậu chưa vợ. Dì bao nhiêu tuổi? Dạ một dì khoảng năm mấy, một dì bốn mấy. Trời ơi, cậu mười năm mấy bốn mấy mà chưa ai có gia đình hết. Mời đến Bạn Muốn Hẹn Hò. Bây giờ em cũng định vậy là bây giờ em là tiên phong để giải phóng cái chế độ là độc thân của gia đình em đúng không? Đúng. Vậy là hôm nay đến ngày là rất là nhiều cái kỳ vọng, đặt rất nhiều kỳ vọng cho chương trình của mình đúng không? Dạ. Vậy thì mẫu người lý tưởng của em là sao nè, để chị coi coi được không? Cũng ốm ốm thôi đừng có mập. Ốm ốm thôi đừng có mập. Này lớn nhất. Mời cái gì đó em? Em thì không có yêu cầu ngoại hình đó chị. Tại chủ yếu là em muốn về tính cách cơ. Có chịu đựng em nổi không? Ủa em sao mà phải chịu đựng em? Em hay nhằn lắm. Em hay nhằn lắm hả? Nhằn là sao, có nghĩa là cái gì cũng không vừa ý em hết trơn hả? Không, tức rất là mỗi lần mà em có lỗi á thì chẳng bao giờ em nhận lỗi hết á. Trời lỗi mà không nhận lỗi. Trời đất ơi, cái gì mà ngang lắm. Đàn ông á là sao cũng được, thà đánh chết nó cũng được nữa, nhưng mà nó không thích nói nhiều. Em nhằn hoài là đâu có được. Sao kỳ vậy? Hát hơn ai nữa. Đánh chết nó luôn đừng hả? Nói là càng nhằn vậy thôi, nhưng mà khi nào người ta có lỗi sai mình mới càng nhằn chứ. Nhưng mà em có lỗi em cũng không có nhận nữa là không được, mình có lỗi mình phải xin lỗi chứ. Nói vậy chứ thì có lỗi em im thôi, nhưng mà có cô dỗ dành nữa. Rồi, có lỗi là im, bắt ta dỗ dành nữa mới chịu à. Cũng chướng lắm nè. Thì khó mà thì căng thẳng quá. Cái này chắc di truyền gen gia đình nè, bởi vậy cả nhà ế đều luôn nè. Bây giờ bên kia á, anh thấy hơi căng á. Dạ. Bây giờ anh hỏi em là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao, mập hay là thấp hay như thế nào? Dạ, không mập. Không mập. Dạ, nếu mà cao thì rất là tốt. Cao rất là tốt, khoái cao đúng không? Dạ. Tại vì cao thì sẽ nói chung là em với người đó sẽ hợp với nhau. Dạ. Ý là em khen em cao chứ gì?
để chờ xem. Giờ sao? Anh coi coi sao, con kia cao không? Bên đây cao nhưng mà chưa có đem theo đôi giày. Anh làm gì anh nhìn vô cặp mắt ta dữ vậy? Hả? À? Giống diễn viên điện ảnh đó nha. Quen quen à. Rất là xinh ha, có đồng tiền luôn. Đồng tiền hơi dài, không có tròn. Tiền là lạ luôn, ấn tượng lắm á. Anh thấy dễ thương đó em. Dạ. Nói chung là so với những yêu cầu của em nãy thì cũng đáp ứng được khoảng 80%. Dạ. Dạ thì coi 80% coi cũng được rồi. Coi thử, coi thử bên đó coi cái thân hình như thế nào, có đủ sức chịu đựng bên đây mà cằn nhằn. Đồ dễ thương quá mà anh Linh. Nhẹ nhàng, tao nói nhẹ nhàng lắm. Giò dài đứng con khoe giò với em kìa. Kép kép lại chỗ khoe cái giò dài ra kìa, hèn chi mà thích bạn nữ cao. Cũng được nha. Trẻ mà để râu quai nón nữa giống anh Linh ghê không? Trời ơi. Được, 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 được. Em chọn, em chọn. Chị chọn rồi đó, mà không biết em sao thôi đó. Cái chị là thấy được rồi đó. Men lắm nha, râu. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Cơ hội 2 phút thôi nha cưng. Rồi, và em cảm nhận xem chúng ta có đồng ý hẹn hò hay không. Tôi xin nhắc lại, cho dù các bạn có hẹn hò hay không hẹn hò, các bạn vẫn được đến với vòng quay số may mắn và có cơ hội nhận những phần thưởng từ Toshiba. Nào, màn kéo lên. Và 2 phút của chúng ta bắt đầu. Nhanh lên nha, cơ hội không nhiều đâu. Yeah, nhìn em như vậy, cơ hội với lại... Nhìn bạn có dễ thương. Rất là yeah. Theo mình á, ở quan điểm của mình là trong tình yêu thì tin tưởng là điều quan trọng nhất. Thì mình cũng cần một người bạn của mình có thể tin tưởng mình. Đó là quan điểm của mình. Còn bạn thì sao? Em thì lâu lâu em nhõng nhẽo vậy thôi. Chứ em không có cằn nhằn gì đâu. Hồi nãy nói cằn nhằn, bây giờ nói lâu lâu em nhõng nhẽo chứ em không có cằn nhằn. Con gái nhõng nhẽo là đặc quyền của con gái nào giờ rồi. Nếu mà anh sai thì anh sẵn sàng anh nhận lỗi. Còn nếu em sai thì anh sẽ tìm cách nào đó để nói cho em hiểu. Nếu mà em vẫn hiểu rồi nhưng mà vẫn cố cằn nhằn thì anh sẽ chịu khó. Thích quá à. Tiếp đi em, còn 30 giây nữa em. Tiếp, tiếp. Tiếp đi Khương, nhanh lên. Để giống gia đình mình là không có được đâu, nhanh lên. Nổi được tiếp, khoái quá, cười hoài. Trời ơi, mình chưa có mối tình nào đó, phải nhanh nhanh đi Khương. Anh nhìn em có giống trời không? Giống gì? Giống con trời. Không, nhìn em là nữ tính mà. Vậy hả? Nhưng mà như mấy đứa bạn em, đứa nào cũng nói em giống con trời hết á. Giống con tay cũng tốt mà, cái tính mạnh. Thôi, gì vậy? Tại vì hồi cái gì cũng kiểu người là hết giờ. Hết giờ. Trời ơi, cái gì cũng kiểu hết trơn, cái gì cũng được hết trơn á, là thôi. Sao vậy? Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Rồi, bắt đầu. 3 1 Mời hai bạn. Biết cái kết quả rồi, tôi nhìn thấy ánh mắt của nhau là tôi hiểu rồi. Gặp nhau là biết nhấn rồi. Trời ơi. Bên kia lúc đầu nó cằn nhằn, cuối cùng khỏi cằn nhằn luôn. Bên đây chịu đựng cái gì không chịu hết trơn á. Tại sao em lại đồng ý chọn bạn trai? Bạn ấy chịu đựng em được. Nếu mà bạn ấy chấp nhận chịu đựng đi. Thôi, chấp nhận chịu đựng hoài hay sao trời. Trong ngôn cô này hơi lạ nha. Tôi thấy rằng trong cái nụ cười của các bạn rất là hạnh phúc, chúc mừng hai bạn thật là nhiều. Và hai bạn hãy nắm tay để cảm nhận những cái giây phút ban đầu hẹn hò ở sân chơi này. Nhưng mà hai bạn gương mặt xinh xắn quá nha. Nó gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho rồi luôn đi. Ông bây giờ làm MC không đóng phim nữa mà. Mời đóng phim luôn được rồi. Dễ thương nha. Dạ. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó thì chúng ta phải chấp nhận được cái thời gian rất là gọi là nó đâu ra đó, chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia, cái này là khó lắm đó nha. Dạ thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó vì con cũng rất là tự lập. Dạ em con cũng được không sao. Ông nói con là ông tối nhiệm tự kỷ, ông khóc hoài. Kệ, gọi ông bằng anh đi cho ông vui. Thôi gọi bằng bác luôn đi, kệ không sao đâu mà, nít mà. Thôi dối lòng. Dạ tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười, là lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều.
Nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian rồi mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để đi chơi và cho gia đình, cho nên là bạn nói là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều, thôi vậy cũng được đi ha. Xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Đã, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Vinh, em sinh năm 1994, hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của Lữ đoàn 25 quân khu 7, đóng quân tại số 27 Đồng Cởi, phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Em thì quê em ở đâu? Dạ, em ở Hưng Yên, quê em ở Ân Thi, Hưng Yên. Dạ. Hưng Yên là nhãn lòng á. Dạ đúng đấy. Bắn đậu xanh rồi đúng không em? Dạ cũng đúng. Đúng rồi. Mời nhà gái. Em nói đi. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Trời ơi, thấy em mặc áo màu xanh là biết là em rất là yêu hòa bình rồi đúng không? Nói nghe nè, tại sao lại có mặt ở chương trình này? Dạ, tại vì có lẽ là do em ế quá cho nên là bạn em nó đăng ký giùm em, nó muốn là em có bạn trai chung với nó. Vậy đó hả? Nhưng mà tại sao lại đăng ký để mà vào cái số đặc biệt này? Dạ, thì tại vì em có một cái cảm tình hơi đặc biệt nhiều hơn về với các ngành là quân đội cũng như là công an nhân dân. Vậy hả? Dạ. Rồi vậy thì, nếu vậy thì giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ, thì đối với cái ưu điểm của em á, thì em là một người vui vẻ, hòa đồng và có tính tự lập khá là cao trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Còn đối với nhược điểm của em á, thì em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu. Lười một chút xíu hả? Dạ. Nhưng mà có tật xấu gì không? Dạ, thì nói với tật xấu á, thì em cũng chưa có phát hiện ra. Chưa phát hiện ra luôn. Dạ, phải chờ dạ. Phải chờ bạn bên kia phát hiện ra. Chờ bạn kia phát hiện đúng không? Bạn ơi, bạn nghe gì không bạn? Được rồi, để chú đội phát hiện ra nha. Rồi mà em trai giới thiệu về mình đi. Ưu điểm và khuyết điểm thế nào? Dạ, em thì về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì nổi bật cả. Nhưng mà về thì để em nói về sở thích thôi. Sở thích thì em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách, các loại sách về self-help cũng như là về các cái sách mà về lịch sử văn hóa. Bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch, với cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè. Đó là giải trí của mình, thích tán gẫu uống cà phê thôi. Dạ dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì em có hai mối tình. Hai mối rồi đó hả? Dạ dạ. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 2.5 năm. Còn mối ngắn nhất? Nhất thì gần 1 năm. Như vậy cũng khá dài đó nha. Dạ. Nhưng mà tại sao chia tay hai mối tình đó? Dạ em không biết, nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là em khi mà tức là chia tay á thì bạn nữ kia cũng cả hai bạn bạn đều nói là em cũng có một chút vô tâm. Nói chung mà em cũng cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Ví dụ là đi đưa bạn đi chơi á, hoặc là khi mà em gặp một nhóm bạn chẳng hạn thì đôi khi là em quá mình quá vô tư với bạn bè mà mình có thể bỏ mặc cô ấy ở một chỗ nào đó, thì nhiều khi em nghĩ cũng cả hai cô đều có dạ, đều em là hơi vô tâm chút. Dạ dạ đều đều nhận xét em, đều nhận xét em cái này. Cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc mà lẫn nhau đó là quan trọng, mà mình vô tâm là cái này thiếu sót vô cùng tận luôn. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ dạ. Khoan, nhưng mà cho tôi hỏi xíu, tức là bạn hai mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu? Hai mối tình này của em thì đều ở thời em học viên, hồi ngày trước em học ở ngoài Hà Nội ạ. Thì tức là trước khi nhập ngũ đúng không? Dạ dạ, hai bạn này cùng ở quê học ở gần nhà em ạ. Dạ. Thì bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em năm nay là năm thứ 8 rồi ạ. Hả? Năm nay là năm thứ 8 ạ. Ờ, nếu vậy thì tức là bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ, rất là trẻ, cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất, nó chỉ là
vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá, bạn không có nghĩ ngợi xa xôi, hiểu không? Dạ. Cho nên là 8 năm qua đó, 8 năm qua khi vào quân đội rồi đó thì em có còn vô tâm nữa không? Cái này mới quan trọng. Cái này thì em cũng thấy em cũng tâm lý trong mọi chuyện đó, cũng hay quan tâm đến mọi người, nhưng mà tại vì tính em là em cũng thế đấy, tức là khi mà chỉ vô tâm những cái trường hợp mà thường là đi chơi á, đi chơi xong là gặp bạn bè, nhất là những bạn nam hoặc là bạn gì đến lâu ngày mình không gặp á, là mình cứ xa vào mình câu chuyện của mình là ngày xưa bạn học cùng mình, kể chuyện quá khứ như này, xong là nhiều khi để bạn nữ bạn ấy ngồi bạn ấy không biết nói gì ở trong đấy, thì đấy có nghĩa là mình cũng chưa đưa bạn nữ vào cái câu chuyện của mình, thì tự nhiên là bạn ấy bạn thấy nặng nọng rồi. Như vậy thì cũng không phải là vô tâm lắm. Không có vô tâm đâu. Bây giờ em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây dạ cách đây 4 năm. 4 năm rồi. Quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần 1 năm. Dạ, sau đó chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Dạ. Không phải là bạn kia vô tâm mà em bỏ hay sao? Hay là tại em vô tâm mà bạn kia bỏ? Dạ cái này là do em cảm thấy sau khi mà tốt nghiệp á, em muốn kiếm một cái người chững chạc chút xíu. Dạ để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai. Nhưng mà bạn đó cũng nhỏ hơn em nên là à, cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau, nó chưa có phù hợp. Hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Vẫn được phải không? Dạ. Nhưng mà bạn em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được. Nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Dạ. Đúng rồi, trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm ha, quen nhau cũng có tâm, chơi Facebook cũng có tâm. Cái gì cũng phải có tâm hết, đừng vô tâm nha. Rồi bây giờ bên đây thì cũng hai mối tình kia, mối tình cũng có trải qua kinh nghiệm trong tình yêu rồi ha. Bây giờ thì đàn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì về bạn, về một nửa của em thì em cũng không có tiêu chuẩn đặt ra nào, nó cụ thể là như nào cả. Đấy, đầu tiên thì em nghĩ là trong tình yêu thì hai người đầu tiên là phải có cảm xúc đã. Cái cảm xúc thì có thể là ví dụ mình khi mình gần nhau mình thấy rung động, hoặc là mình đêm mình về mình nằm mình nhớ người ta, thì em nghĩ đấy nó là yêu, cái biểu hiện dạng về yêu thôi, chứ cũng không cần phải là cái tiêu chuẩn gì cả. Nhưng cái thứ hai nữa thì ở bên cạnh đó, nhưng mà nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người phụ nữ truyền thống thôi. Dạ, vì cái nghề nghiệp của em nó cũng khá là đặc thù. Thế vậy em cũng muốn là bạn nữ mà truyền thống, biết quan tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Mà cũng là cái thứ hai nữa thì em không thích nhất điểm mà con gái là thường thường em thấy các cô gái rất hay quan trọng tiểu tiết ấy, tức là để ý những cái rất là nhỏ, mà tính em thì em cũng hơi tức là có nghĩa là nếu mà xảy ra một cái câu chuyện gì đó thì tốt nhất là thẳng thắn ngồi lại nói với nhau vì sao mà cô ấy giận, vì sao mà cô ấy giận chẳng hạn. Còn là em cũng thế, khi có gì thì em bảo là đây mình không thích, anh không thích em ở điểm này, hôm nay em cư xử như này không thích được. Em nghĩ là hai người ngồi lên cởi mở với nhau, nói chuyện với nhau, chứ không nên là mình cứ càm ràm một cái câu chuyện gì đó, hoặc là cứ tự bản thân mình im lặng thì cái mối quan hệ nó cũng sẽ rất dễ đổ vỡ. Đó, yêu cầu đàn trai vậy, bà mối tính sao? Chào em. Em ơi, chị dạ. Nè. Nãy giờ đứng rình nghe lén đó. Đó. Thì bây giờ em có ngại khi bạn gái bên đây hơn mình tới 3 tuổi không? Dạ có. Ngại hả? Dạ dạ. Ngại về tuổi tác. Dạ. Thế thì em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Em nghĩ là bạn nữ bên kia thì qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người có học thức rất là cao, cũng khá là chín chắn và cũng là rất là tinh tế trong cuộc sống. Dạ. Hình dáng, ngoại hình. Dạ thì em chắc là cũng rất là xinh, em đoán vậy ạ. Cái mặt non hơn mặt em gấp mấy lần luôn á, chị nói cho em biết. Em đừng có tưởng là, tức là bạn nữ bên đây mặc dù là lớn hơn em nha, nhưng dạ. Mà nếu như không nói ra thì tưởng là thua em tới 4 năm tuổi. Dạ. Là bớt một phần lo lắng chưa?
bớt một phần ngại ngần chưa? Cũng bớt rồi, cũng bớt rồi. Và rất là xinh. Bớt chưa? Dạ. Đó, coi như là tự tin rồi đúng không? Dạ, dạ. Nhưng mà cái điều cơ bản là người phụ nữ bên đây rất là có cảm tình với những người quân nhân. Dạ. Đó là một cái điều mà chị thấy là... Tuổi tác không quan trọng đâu. Đúng. Anh nghĩ rằng mình gặp mặt nhau mình sẽ biết điều đúng. Đó. Với lại là một phần đó là khi những người phụ nữ mà họ đã chọn những người bộ đội làm chồng là có nghĩa là họ đã chấp nhận tất cả những thứ mà họ đã lường trước. Ví dụ như là phải yêu xa, phải... sống, tức là phải có những điều như em mong muốn đó, tức là phải tề gia nội trợ, tất cả mọi thứ hai bên nội ngoại phải lo lắng chu toàn. Những cái điều mà em, mặc dù chị chưa có hỏi nha, nhưng mà chị cảm nhận là như vậy ha. Em yên, gọi là em yên tâm chưa? Được. Còn về thời gian thì em thấy là như ở đơn vị em thì các thủ trưởng cũng rất là quan tâm đến cái đời sống hàng ngày, thế nên là em thấy là ở đơn vị em thì thời gian cũng rất là thoải mái thôi. Em thấy các anh cũng rất là tạo điều kiện, đặc biệt là khi hẹn hò là những cái người gia đình mà trẻ có con nhỏ, các anh rất tạo điều kiện. Đó là chắc chắn là các anh phải tạo điều kiện thôi, nhưng mà đó là trong quân đội thôi, còn làm sao mà cái giờ thời gian tụi em mà so với người ngoài được. Đúng không? Đã. Đó. Hôm qua đêm coi nhà gái tôi. Dạ chào chú. Trời ơi. Đó. Gương mặt xinh xắn quá nha. Non không? Dạ. Mặt non măng vậy đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè. Thôi đi theo tôi đóng phim luôn cho rồi luôn đi. Gì vậy? Ông bây giờ ông làm MC không? Đóng phim đâu mà. Mời đóng phim luôn được á. Dễ thương nha. Dạ. Nói chung á là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó, thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là, gọi là nó đâu ra đó. Chứ không phải là mình muốn, anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia. Cái này là khó lắm á nha. Dạ thì cái một điểm nữa là tại vì cái phần thời gian đó. Tại vì con cũng rất là tự lập. Dạ. Em con cũng được không sao? Ông nói con là ông tối em về em tự kỷ, em khóc hoài. Kệ, gọi ông bằng anh đi cho ông vui. Thôi gọi bằng bác luôn đi. Kệ không sao đâu mà, con nít mà. Thôi dối lòng. Dạ tại vì là nói với mà nếu như mà tính con cũng là hay lười, là lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều, nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Dạ. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian rồi mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để đi chơi và cho gia đình, cho nên là bạn đó là thực ra bạn cũng thích gặp nhiều. Đấy. Thôi gì cũng được đi ha. Em muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì đầu tiên là không có gia trưởng và hay chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá. Bên kia người ta cũng không thích nhỏ nhặt đó. Em có nhỏ nhặt không? Dạ không. Không đúng không, chứ người ta cũng ngại cái vụ nhỏ nhặt lắm á, có nhỏ con soi mói nhỏ này kia nọ. Là người ta không có thích. Dạ. Là mình không luôn đúng không? Và mình cũng không thích ngược lại như vậy luôn đúng không? Dạ. Rồi nghe gì không? Nữa? Nghe không chú? Dạ là thêm một cái nữa là lười. Hả? Lười. Là không. Dạ không làm, không chịu làm việc nhà hay là không. Nhưng mà có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười không chịu đi. Rồi thà không có thời gian thì thôi. Nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được. Bộ đội không có lười được đâu. Yên tâm đi, yêu nhau là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, em yên tâm cái vụ bộ đó đội đi. Bộ đội chịu khó lắm nha cưng nha. Dạ. Rồi, bây giờ mình mà chị cho em bật mí cho em biết nè. Trời ơi cái chú bộ đội bên đây chú đẹp trai mà chú dễ thương lắm luôn á. Dạ. Nhìn sự... nó lớn hơn 3 tuổi mà giống như nít vậy đó. Quên nữa, có thích đàn ông có má lúm không? Dạ có chị. Trời ơi má lúm đồng tiền nó sâu như của Ngọc Huyền vậy đó. Đúng không? Thôi được rồi. Có gái thì ai vậy? Có răng khểnh không? Có răng khểnh không? Đâu cười coi có răng khểnh không nè. 6-7 cái luôn. Không, không có răng khểnh nhưng mà răng cực kỳ đẹp. Dạ. Đó. Rồi. Trời ơi, Hồng Dung ta có răng khểnh ta còn mài lại mà. Ừ. Răng khểnh giờ. Xưa rồi, răng khểnh rồi. Là xưa rồi. Mặc bây dù giờ... là tôi cũng thích, tôi vẫn thích răng khểnh. Bây giờ anh là răng nanh mới xu hướng. Rồi, nói chứ hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh trai và em gái. À, anh trai. À. Đó. Trai đẹp trai quá ha. Nhìn anh trai là ra em gái nha. Chưa. Rồi em trai cho ý kiến đi. Thấy sao? Dạ xin chào chú Vân Linh và cô Hồng Vân. Rồi, và bạn đó. Nam và toàn thể khán giả tại trường quay. Thì qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ, hòa đồng,
chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước giờ là các anh bộ đội á, thường hay cứng rắn lắm. Thì về bạn Linh á thì em cũng yên tâm, thì Linh ở nhà thì cũng rất là lo chăm lo cho gia đình. Thì về phần gia đình đó thì rất là ok, thì cái phần đó thì em yên tâm. Còn về thời gian á, thời gian của hai người hẹn hò với nhau á, thì lúc nào em rảnh thì có thể qua hẹn hò thôi. Còn Linh thì cũng không có quan tâm nhiều cho thời gian lắm. Thì trước giờ tính Linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó, thì em cứ yên tâm. Nhưng mà anh trai nhìn chú bộ đội này, anh trai thấy có cảm tình không? Dạ có ạ, mặt rất là sáng, rất là dễ thương. Dạ. Chú bộ đội, mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thủ trưởng của em, anh Xuyền ạ. À. Ở đây anh Xuyền. Rồi, dạ. Chào thủ trưởng. Vâng, xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh cùng các quý vị khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh, là người cấp dưới, cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay cũng em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Thì qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em thì thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo và có một cái gì đó rất tinh tế, và nhan sắc thì cũng so sánh giữa hai em thì rất hợp. Đã. Còn cũng nhân đây thì cũng nói về một chút về chỗ em Vinh. Đã. Thì với một con người cán bộ được đào tạo bài bản trong môi trường quân đội, em rất là cứng rắn, xét về góc độ phẩm chất đạo đức, rồi là lối sống, rồi cái phong cách làm việc cũng như ý thức chấp hành kỷ luật thì tuyệt vời. Đã. Có một cái điểm mà em gái cũng cùng cần cân nhắc, đó là về cái điều kiện công tác của đặc thù của quân nhân trong quân đội nói chung, và chỗ anh Vinh thì cũng có nhiều cái rất là khó khăn. Là lính cung binh làm nhiệm vụ thời chiến trong thời bình nên là rất vất vả, gian khổ, rồi là có khi là phải thực hiện những cái công việc xa gia đình cả vài ba tháng. Nên trong quá trình các em nếu thực sự mà muốn chia sẻ với nhau, muốn gắn bó nhau thì phải chia sẻ với nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn nữa. Thì cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà, và là một cái niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường quay ngày hôm nay. Xin chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng, hay quá. Cảm ơn thủ trưởng nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào cho các em, các cháu gặp mặt nè. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Vinh. Đứng hình luôn. Đứng hình luôn, không tặng quà, tặng cáp gì luôn, đứng hình luôn. Hôm nay đến chương trình thì mình cũng có món quà tặng bạn. Đây là cuốn Quân khu Nam Đồng. Mình đã đọc từ thời mình học đại học, thì cuốn này kể về một cái khu tập thể của quân nhân Bộ Quốc phòng ở thời kỳ bao cấp. Thì trong này thì cũng sẽ có hình ảnh của những cậu thanh thiếu niên, cũng đúng là chất con nhà lính, thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính. Cảm ơn ạ. Thế thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn. Thì đây là món quà mà mình tự làm, nên là không bạn giữ cho. Mình cảm ơn. Mở ra đi cưng. Vinh mở ra đi coi là gì. Cái này là móc khóa. Dạ, móc khóa, móc điện thoại. Tại sao lại tặng móc khóa? Nói dạ. Cho nói cho Vinh nghe đi, tại sao em lại tặng cái móc khóa này? Dạ thì nếu như mà móc dùng để móc điện thoại á, thì em thấy là cái thời nay á là mọi người sử dụng điện thoại rất là nhiều, cho nên nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình. Còn nếu như bạn sử dụng móc khóa á, thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn. Dạ. T-
tặng bạn móc khóa mà tặng chi mà đỏ lè đỏ lẹt thì làm sao mà rồi bây giờ để hai bên treo ở đầu giường thôi, ngại ngùng nha. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi, để đồ quà xuống đây đi Vinh. À, bây giờ em đứng em hát tặng cho bạn gái bài gì đó cho nó làm quen giao lưu cái đi. Vợ em văn nghệ em hơi kém, hát thì em cũng hát không hay, thôi em xin phép rồi thôi chào em không hát rồi. Hát tặng bạn gái đấy. Vợ em hát không hay. À mà vợ thôi em cũng xin hát tặng bạn gái cùng anh Quỳnh Ninh, chị Hồng Vân và các vị khán giả đây bài. Ngược dòng qua cứ quay trở về. Ôi, mà em quên lời luôn đấy. Em rất là tâm lý. Có bị bối rối, có bị sao xuyến không mà coi như là đứng hình vậy? Chị thấy em bị có một chút mà là lạc cũng, nhịp tim đó đúng không? Vâng, cũng có đó. Đứng trước bạn nữ xinh đẹp này thì đương nhiên là bị loạn nhịp chút xíu đúng không? Đúng, khi mà chị kéo màn ra thì tâm lý rất nhiều. Thôi đúng, em không hát được đâu. Tại em hát dở lắm ạ. À, chị em hát rất là dở. Thôi bây giờ em hát trước đi, em hát ra cho bạn Vinh bản lấy lại bình tĩnh coi. Dạ thì do là lên đây thì em cũng run lắm, cho nên là khi mà run thì em thường quên hát. Thì dạ. Hai người nhìn nhau nói chuyện đi, cái này nó ngại ngùng gì nữa. Nói chung là điện đúng mạch hay sao á, chạm bạc bạc xong rồi là coi như là giật đơ người hết trơn rồi. Bây giờ không hát được, bây giờ ông mối mình tính sao? Trời, hai người cứ đứng đi nhìn nhau hoài luôn đi, tới tối luôn cũng được. Để coi nó tới đâu. Hai người cứ tự giao lưu đi, không giao lưu đứng nhìn hoài tới tối cũng được. Bạn thấy mình sao? Thì vừa mình cũng nói rồi á, mình cảm nhận là bạn là một người cũng chững chạc chín chắn, cũng có học thức, cũng là người phụ nữ truyền thống. Bên cạnh đó thì về ngoại hình thì cũng rất là xinh đẹp dễ thương. Bây giờ ngồi đi cho bình tĩnh, ngồi xuống. Trời đất nhìn ơi, đấy giống như họp hội nghị quá, ngồi xuống nè. Bây giờ đổi xưng hô được không? Bạn với mình gì? Bây giờ nếu mà mình đã loạn nhịp tim như vậy là nó sẽ có những cái phần sau nữa, thì những phần sau nữa bây giờ mình xưng anh em đi, ví dụ vậy. Ở đây không có hợp chi bộ nha. Anh em đó. Giao lưu nha. Mạnh mẽ lên coi Vinh. Đó, bây giờ anh Vinh sẽ nói chuyện gì với em, tên gì quên rồi. Dạ Linh ạ. Anh Vinh với em Linh. Dạ. Đó, nói chuyện với nhau đi. Vậy là Linh sinh năm 92 đúng không? Dạ 93 ạ. 93. Thì ôi vậy là Vinh 94 hả? Dạ em 94. Hơn nhưng mà tuổi có một tuổi thôi. Ở đâu ra mà 3 tuổi này. Trời ơi, xin lỗi nha, bà mới bị loạn rồi. Đó, có một tuổi thôi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Này gái hơn một là được. Được thứ nhì rồi, yên tâm đi. Rồi, anh Vinh nói đi anh Vinh. Linh là nhà ở Dĩ An, Bình Dương đúng không? Ừ, đúng rồi, ở Dĩ An. Thời gian mỗi tuần á bạn chỉ ra được có chủ nhật thôi đúng không? Cũng mình hiện tại thì cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật, mình làm cũng giờ hành chính thôi, nhưng mà tuy nhiên thì bộ đội thì cũng có những cái ngày mà khi ví dụ là buổi tối thì cũng có ngày ra ngoài được, cũng có ngày thì cũng phải ở lại đơn vị để cũng đi kiểm tra đơn vị hoặc duy trì các cái chế độ nền nếp của đơn vị nữa. Thì nhưng mà cơ bản là nếu mà thời gian thì mình cũng không có quá gò bó lắm. Không để sao, tại vì mình cũng không cần gặp nhiều đâu. Thôi bỏ cái mình đi, anh em làm ơn đi. Linh, dạ. Anh Vinh ơi, anh Vinh nói đi. Em là đang nằm ở đâu nhỉ? Dạ, hiện tại là em đang làm ở chợ Dĩ An luôn. Làm gì anh? Dạ. Làm gì em? Làm đâu biết? Dạ, làm bên văn phòng, bên kế toán cũng như là kiểm tra số lượng ở chỗ đó. Học chỗ gì quên luôn rồi. Bên nội thất. À, dạ. Bên nội thất này. Thì nếu như mà sau này có thể tiến xa hơn nữa thì bạn có dự tính gì, anh có dự tính gì cho tương lai chưa? Vì nếu mà mình thì mình cũng dự lại tính mình, là lại mình ơ anh, không mình à, mình đầu anh, gì hết anh. Anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng 3, 2 đến 3 năm nữa thì cũng mới kết hôn được. Tại vì hiện tại thì
mình cũng anh cũng anh cũng chưa có chuẩn bị được cái gì nhiều về cho tương lai cả, cũng rất là nhiều thứ. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn về đấy, cũng mình cũng chưa có nhà cửa, cũng chưa có các thứ lên tương, mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả. Thì mình cũng anh đi anh nếu mà ấy thì cũng chắc phải 2-3 năm nữa. Thì đúng là khi mà tiến tới hôn nhân á, thì mình cần phải ổn định nhiều hơn. Thì là một năm anh có về quê một lần hay là bao lâu anh về một lần? Quê anh ở ngoài Hưng Yên thì một năm thì thường là đơn vị sẽ tạo điều kiện cho đi phép từ 20 đến 30 ngày. Thì thường thì nếu mà gia đình mà không có công việc đột xuất, còn nếu có công việc đột xuất thì anh vẫn xin nghỉ được khoảng 5 ngày đến 1 tuần, xin về được. Còn lại nếu mình đi phép theo cái quy định chế độ của mình thì một năm anh sẽ về một lần, về thăm bố mẹ, thăm gia đình. Ở nhà anh ở Hưng Yên là có trồng cái gì ăn không? Nhà anh ở Hưng Yên thì có trồng lúa, bên cạnh đó thì cũng có trồng, có một vườn trái cây, cũng trồng ổi, hồng xiêm, bưởi, táo các loại đấy, mỗi thứ một vài cây. Ủa không có nhãn hay mà? Đã có nhãn ạ, có nhãn thì phải nhiều quá. Nhãn Hưng Yên chứ. Nhãn thì nó là cây chủ lực. Em gái biết Hưng Yên là ở đâu không? Dạ thì cũng biết là ở phía ngoài vùng ngoài, nhưng mà do là chưa có đi cho nên là cũng chưa có biết chính xác. Vùng ngoài là đâu em biết không? Dạ ở khúc khoảng là phía vùng phía Bắc. Cũng gần, gần Hà Nội ạ. Như Đồng Nai với cả Sài Gòn á. Tức là từ Hà Nội á, anh đi lên đường Hải Phòng, đi đường 5. Cách Hải Phòng khoảng mấy chục km, cách Hà Nội khoảng 5-60 km em nhỉ? Dạ dạ đúng ạ. Đấy nó khoảng đấy đấy. Thì thường á là ở anh về quê á là có hay đi du lịch không? Ở ngoài đó có cảnh gì đẹp không? Anh về thì cũng tranh thủ về thì thường cũng hay đi du lịch, nhưng mà anh thì anh thích đi du lịch không phải là kiểu du lịch nghỉ dưỡng, mình không phải là mình đến mình thuê phòng mình nghỉ mà thường là kết hợp đi phượt. Tại vì cũng được cái là bạn bè này bộ đội ngày xưa thì các bạn ấy cũng học ở ngoài trường ấy, cũng gần như tỉnh nào cũng có bạn, thế nên là nâu thì mình về thì mình sẽ gọi trước cho các bạn ấy, xong là lên nhà các bạn ấy chơi thì tiện đi du lịch luôn và các bạn ấy sẽ dẫn đi, như thế thì mình cũng thấy là nó hay hơn, mình cũng thích những kiểu như thế. Cái thứ hai là về du lịch thì mình thích những cái nơi mà du lịch về văn hóa, tức là mình để mình thăm lại các cái di tích lịch sử văn hóa chứ mình cũng tất nhiên cảnh đẹp ra cũng thích rồi, nhưng mà mình đã ưu tiên những cái chỗ đó hơn. Thôi bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi, thí dụ sao bữa nay mình hẹn hò sao, ở đâu đó đón đi bằng gì đó rồi đi xem phim cà phê gì đấy, thử đi các bạn. Vâng, khoảng cách thì Biên Hòa với Dĩ An thì không biết là chỗ nào gì bạn ở chỗ nào Dĩ An, chứ nếu mà chỗ đầu Dĩ An thì về chỗ mình chắc khoảng 15 km. Thì nếu mà hẹn hò thì nếu mà đi lên trên chỗ của Vinh á thì là sẽ hẹn là hẹn như thế nào, là Vinh lên thăm Vinh ở trên doanh trại á, thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không, hay là dạ, bạn có. Linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm Vinh? Dạ thì hình thức thì thế nào cũng được, tùy bạn gái muốn thôi, còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian, cơ bản là em cũng thời gian cũng không quá gò bó đâu, em có thể đi lên Dĩ An được hoặc là bạn xuống Biên Hòa chơi cũng được, hoặc đi Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu đâu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi. Anh có thích đi phượt không? Đi phượt thì thực ra là mình bạn bè rủ rất nhiều, nhưng mà mình chưa từ bé là mình chưa đi một chuyến đi phượt hết, bởi vì mình phượt cũng là cảm cũng thấy cái dạng như nãy em vừa mới nói đó, có nghĩa là em không phải đi dạ không em đi thì tại vì nếu em đi thế là em đi hay đi xe khách thôi, đi xe khách trong đến nơi thì ấy chứ đi xe máy mà đi phượt thì em nghĩ nó cũng nhiều cái nguy yếu tố nguy hiểm trong đó. Mình đi phượt bằng xe khách với lại xe tăng không à? Vâng. Không đi xe máy. Đi xe máy nó nguy hiểm nên em cũng không đi. Nhưng mà nếu mà mình đi phượt cự ly gần như kiểu Vũng Tàu hoặc là những cái địa danh ở Đồng Nai ấy thì cũng được, cũng 70-80 km đổ lại thì vẫn trong khả năng chạy xe vào 2 tiếng thì mình cũng chạy được, còn đi dài hơn mình không đi chạy mình không nổi hay là mệt. Sao thế nó rất là mệt mỏi rồi em ơi. Bây giờ thí dụ như là một tuần một tháng đó thì em có bao nhiêu ngày phép đấy? Em nói là một tháng thì em trực bên đơn vị em là duy trì chế độ là như em ở trên cơ quan là các anh ấy cũng tạo điều kiện rất là nhiều. Nhưng thì khoảng thì bao nhiêu ngày phép trong một tháng?
thì em khoảng dành khoảng 7 ngày đến 8 ngày. 7 ngày 6, phép? 6 ngày, 6, ví dụ sòng khoảng 6 ngày. 6 là nhiều đó, 6 ngày phép trong tháng. Dạ, thì em mà, xuống dưới đây khoảng mấy ngày? Dạ, nhưng mà em đi em đến tối em phải về. Đến em đi đến 21 giờ là em phải về có mặt ở doanh trại rồi. Tại vì dạ quy định. Vâng. Cứ đi tới đó về thôi. Lâu lâu không lẽ không ở được hả? Dạ, lâu lâu thì chắc là thủ trưởng chắc là cũng sẽ tạo điều kiện. Phải cho việc ở lại thi chứ. Thi thoảng đi, thi thoảng xin tờ, xin với thủ trưởng cho cải thiện chứ. Nói chung lại bây bắt giờ bắt cháu nó về ngay thì có mà giờ nói thế thôi chứ tới chừng nó muốn ở lại thì nó tìm đủ mọi cách. Dạ, đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ thế này, bây giờ tụi mình nói chuyện cũng lâu rồi, bây giờ mình nhìn nhau tiến tới, hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa, hãy nói với nhau nghe xong rồi tiến hành bấm nút luôn nào. Bấm không bấm tùy các bạn. Nào tiến tới, bạn gái đứng lên. Đấy, hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem. Linh á, Linh hỏi về nắm vấn đề nắm hai tay luôn. Linh hỏi bạn về vấn đề vô tâm đi. Nắm hai tay luôn, đúng rồi. Đó, nắm hai tay luôn. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, hỏi đi. Nhìn xoáy vào mắt nhau hỏi nào. Nếu như mà yêu em rồi thì anh còn vô tâm nữa không? Thì hồi nãy em cũng có nghe nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái. Thì nếu như mà sau này mình có quen nhau á thì anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi. Anh sẽ sửa được. Rồi. Nó cũng không quá quan trọng. Cảm Vinh, xúc thế nào? Tôi tức ghê, Vinh nó có nhìn trán nhỏ. Nhìn đây, nhìn vô cái ánh mắt của bạn, không có nhìn lên trán nữa. Dạ. À. Làm nó sợ gì, nhìn đâu không mà mắc cỡ quá. Thì chắc tháo binh hay sao, nhìn từ trên không vậy? Anh nhìn vô nếu mà yêu nhau thì chắc chắn là anh sẽ bỏ cái rồi. Anh sẽ bỏ cái vô tâm đó. Nói đi, nói với Linh một câu đi. Nếu mà mai sau nhìn vào mắt người ta Linh chắc chắn là vợ em thì em sẽ sửa cái tính vô tâm đó của em. Cũng không chỉ là ý nó bất kỳ là ai cũng thế thôi. Mình khi đã là vợ mình thì mình cũng phải cố gắng quan tâm, quan tâm thật là nhiều. Sửa từ ngay lúc yêu chứ. Chỉ khi nào là vợ cho nên thì lúc đó mới cố gắng thôi. 3 năm nữa ông mới lấy người ta rồi. 3 năm nữa ông mới không vô tâm à? Khi mà yêu nhau ngay sau đây thôi, khi yêu nhau là em đã không vô tâm với Linh. Cái đó mới là cái đó nữa thì em muốn là thôi để thời gian nó chứng minh và thực tế nó chứng minh, chứ mình không muốn là mình nói mình hứa mình không thực hiện được thì nhiều khi cũng mất cái giá trị của bản thân đi. Dạ, bao giờ em làm được thì thôi tự bản nữ sẽ cảm nhận thôi ạ. Dạ, xong chưa? Thôi, được rồi. Thôi trở về ghế đi các bạn. Được rồi đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Nút bên đây. Bây giờ mình đã trò chuyện, đã nói chuyện ha, đã nắm tay nhau rồi. Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả. Bởi vì nếu các bạn thật sự rung động, các bạn bấm nút. Không thật sự rung động, dành cái nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình họ bấm nút nha. Đừng đánh mất cơ hội của nhiều người khác nếu chúng ta không rung động. Chúng tôi xin nhắc lại, bấm phải có trách nhiệm với nút bấm, không phải bấm rồi nó cho nó qua nha các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm, quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Ủa không ai bấm luôn hả? Có. Hả? Có bấm. Em gái bấm, em gái không bấm. Em hãy nói lý do tại sao không bấm ha Vinh. Anh em thì hôm nay đến chương trình thì cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình, thứ hai là cũng muốn là để cũng là một dịp để mình giao lưu, mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn. Hôm nay gặp bạn Ninh đây thì em cũng thấy là bạn Ninh rất là dễ thương, rất là xinh xắn, và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế, phụ nữ truyền thống. Nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề tề gia nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì rất là sẽ là rất là yên tâm.
Tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh Quyền Linh vừa cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình. Cái thứ hai nữa là nói chung em cũng hơi tại vì bạn cũng hơn tuổi nên thôi em cũng từ trước giờ em cũng gần như là em chưa quen mà em chưa nói chuyện với ai mà hơn tuổi em, thực sự là rất là khó trong cái chuyện xưng hô, rồi cũng có cái gì đó cũng nó cản trở rất là nhiều. Em sợ là em mình... chưa vượt lên được cái cảm xúc của mình. Dạ. Nó giống như anh Quyền Linh, anh làm chương trình mà vượt lên chính mình đó, thì em chưa vượt lên chính mình được. Dạ. Anh cảm nhận ngay từ đầu những gì, những thái độ, tất cả những cảm xúc của Vinh, anh cảm nhận rằng Vinh sẽ không bấm ngay từ đầu luôn và không ép điều gì cả, bởi vì chúng ta phải rung động chính trái tim của mình mới có thể bấm nút. Và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của mình, không lo lắng điều đó. Một cô gái rất là dễ thương, chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha. Nhưng mà cố gắng cho ăn uống cho nó mập mạp lên chút xíu nha em gái nha. Em ăn nhiều lắm rồi nhưng mà không có lên. Né cái chữ mập. Em cố gắng bồi dưỡng vitamin cũng như là chất đạm, tất cả mọi thứ để mà mình tròn trịa hơn một chút xíu. Đó. Rồi, sau chương trình hôm nay thì cũng mời Ninh cuối tuần đi. Cuối tuần thì nếu mà rảnh thì cũng xuống Biên Hòa thì mình sẽ mời Linh đi xem phim, đi ăn. Có thời gian nữa thì khi nào đi qua Biên Hòa hay gì đấy thì cứ gọi mình. Mình sẽ đưa đón đi chơi với những người bạn. Thì như mình nói lần đầu á, thì mình cũng rất là lười. Lười ở đây á, là mình lười đi ra ngoài khi mà không có động lực á. Cho nên có thể là mình sẽ không có đi. Thì mình nên đi ăn được không? Dạ. Chắc là được đúng không? Xong được, qua thế được thì mình, chứ thế thì mình sẽ bố trí một dịp nào đó mà mình chắc cũng nhanh thôi. Mình đừng nghỉ thì mình lên đấy thì chắc hai người cũng đi nói chuyện để tâm sự thêm để hiểu nhau hơn một chút nữa. Dạ. Thực ra là như vậy nè, những người mà ở trong quân ngũ á, nên nhớ là bạn này khi mà bạn yêu là lúc đó bạn nhỏ xíu à, bạn là trẻ trâu luôn á, tại vì 8 năm bạn vô quân ngũ rồi. Thì trước cái tình yêu đó có nghĩa là bạn mới có 18 tuổi thôi. Nên hiểu không? Thành ra là suốt cái thời gian trong quá trình ở quân ngũ là 8 năm trời thì tạo nên một cái tính cách, một cái người đàn ông là họ không có giống như là họ không có rào trước đón sau, họ cũng không màu mè được. Cũng không có mồm mép được, có nghĩa là nghĩ sao thì nói như vậy. Nhưng mà cực kỳ chân tình. Cho nên cái việc mà bạn hay không bấm đó là cái mà bạn nghĩ là bạn sẽ không đem lại cái gọi là cái tốt đẹp cho Linh. Rồi nhưng mà cái phần thứ hai là khi bạn mời Linh đến về Biên Hòa, đó là lời mời thật chứ không có đãi bôi. Đó là cái cảm nhận của chị nha. Đó thì chị hy vọng là sau đây nó là một khởi điểm tốt đẹp cho một tình bạn. Tại vì nếu mà em đã thương những người quân nhân giống như chị cũng rất thương mấy chú bộ đội ha, thì mình cứ gây ra là một tình bạn tốt, không có vấn đề gì cả, không có tự ái ở đây, cũng không có một cái gì cả. Mình đến với nhau được bằng tình yêu thì tốt, không được là bạn, đúng không? Mình phải ủng hộ cho những chú bộ đội bởi vì mấy chú rất cực khổ. Nói vâng nghe nha, cô gái này mặt hơi bị xinh đấy. Rất nhiều chàng trai theo đuổi đấy, không đơn giản đâu. Bạn nữ rất xinh. Rồi, thôi, duyên không có, phận cũng chưa. Chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Quà hãy giữ lấy. Mình hãy nhớ một lần nào đó chúng ta đã gặp một người bạn trên sân khấu bằng mối hẹn hò. Đừng quên những giây phút này nha. Dạ, cảm ơn anh. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn có thể đến rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Tới đó rủ, muốn rủ ai rủ nha. Không rủ nhau luôn cũng được. Chắc chắn là sẽ rủ nhau. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn hai bạn. Cảm ơn anh Kim Linh, cảm ơn anh Kim Linh. Cảm ơn anh Kim Linh.